Xin giới thiệu các bạn là Phạm Thơ Vlog đang có mặt tại Vườn Thánh Giáo xứ Trung Đồng, Giáo xứ Hạt Trưởng, Hạt Nam Tiên Hải, Giáo xứ Trung Đồng. Đang xây một linh đài ở đầu Vườn Thánh, rất là to, rộng, đẹp. Xin giới thiệu các bạn là cũng được nhà thiết kế, nhà tạo mẫu thi công ngôi nhà Vườn Thánh đây cho biết, để giới thiệu tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị xa quê thuộc về các giáo xứ giáo họ đây có liên quan đến Vườn Thánh đây, để biết công việc của giáo xứ cũng như là quê hương đang xây dựng một ngôi nhà ở Vườn Thánh để những ngày tháng các cầu, tháng cầu hồn, tháng 11 và những ngày có những đám tang đưa ra đây cầu nguyện trước khi chôn cất. Các ông, các bác xa quê không về được thì qua hình ảnh nhỏ, hình ảnh khiêm tốn này, mong các ông, các bác thông cảm để biết được quê hương xứ sở mình đang diễn ra những công việc tốt đẹp và công việc xây dựng, xây đến đâu rồi và mô hình như thế nào. Thì xin lỗi là qua hình ảnh nhỏ đây, có thể là các ông, các bác, các anh, các chị để biết được quê hương xứ sở. Tổng thể bằng đĩa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cột các bạn. 12 cột. Ngôi nhà là tiếp linh này vẫn là rất là to, rất là hoành tráng. Trước mặt ta đây là những ngôi mộ trồng đá rất là đẹp. À, báo cáo với các bác này, cái nhà này thì là cũng cảm ơn mặt trận xã Nam Trung cũng như mặt trận huyện Tiền Hải, mặt trận tỉnh cho đất giáo xứ, hai giáo xứ làm nghĩa địa. Nhưng mà thực tế làm thì hai giáo xứ thì cũng bí, nhưng mà được các cha quê hương cũng giúp đỡ cả, nhưng mà thực tế nó làm nhiều quá, nó thiếu. Hiện nay anh em chúng tôi đây là cũng xin để xin tất cả các ông, các bà, anh chị em Bắc Trung Nam và những người hải ngoại có lòng giúp đỡ cho nhà này để hoàn thành trách nhiệm với hai giáo xứ, mà để đến nhà này để đưa đón các cụ đến đây an nghỉ và cầu nguyện các cụ, để báo cáo với các ông, các bà cố gắng giúp đỡ. Các cha rất ủng hộ chúng tôi, nhưng mà thực tế chính quyền ủng hộ, nhưng mà nó có mức vì Covid nhiều quá, thì mong tất cả các ông, các bà ở các nơi là người con cái ở Thái Bình hay là con cái ở đâu về đây xem. Đây là mấy chị em tôi, mấy nhau tôi đây này, đi xin này, thì các cô đều chịu khó đi xin lắm, mà người ta cũng con đồng nhưng thực tế nó cũng chẳng đủ. Thế là đấy, em nói lên mấy câu đấy, đấy thêm nói mấy câu như thế. Và tôi thì cũng cảm ơn là tất cả mọi người, cũng là trước nhất là cha xứ của giáo xứ Trung Đồng, rồi tất cả các cha quê hương
đã cùng đồng hành với vị ban chấp hành cựu để làm nên linh đài nghĩa địa này. Thì chị em chúng em cũng là hội con Đức Mẹ, thì cũng mong tất cả mọi người ở xa ở gần cũng sẽ ủng hộ giúp đỡ cho là dưới nghĩa địa là thánh đường này được mọi công việc được tốt đẹp. Còn chị em chúng em là hội con Đức Mẹ thì cũng đi xin giáo dân, thì tất cả mọi người ai đấy cũng ủng hộ hết, nhiều cho nhiều, ít cho ít. Còn bây giờ chị em chúng em cũng rất là tiến hành thì là coi như là đi xin để về để làm cho công trình được hoàn thành tốt đẹp. Thì tất cả mong mọi người ở xa ở gần rồi sẽ ủng hộ cho nghĩa địa ông bà cha mẹ mình nằm ở dưới này để xong được hàng tháng. Cha có dâng hứa dâng một thánh lễ hàng tháng, một tháng có một thánh lễ một lần để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình ở dưới này, để cha ông bà cha mẹ mình được hưởng tôn nhan Chúa, rồi là tất cả mọi công việc được hoàn thành tốt lành ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn. Cái chưa nói câu nào. Báo cáo vậy mẹ, anh em tôi là hội cựu, đây là hội con Đức Mẹ của giáo xứ. Vâng. Mấy anh em tôi nhiệt tình lắm. Tất nhiên là hội đông nhưng mà đây là các bà trưởng phó hội cũng như tôi là đi xin, nhưng mà xin nó cũng có mức rồi, mong tất cả các ông các bà ở nơi xa ở Nam Bắc Trung Nam cố gắng ủng hộ anh em tôi để làm tròn trách nhiệm đối với hai giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn hết mọi người. Ông ơi, vậy cho con hỏi thăm là vậy là đây là xứ Trung Đồng với lại xứ Đồng Phú ạ, để thấy Đồng Phú ạ. Là ăn về nghĩa trang Vân Thánh này ạ. Vâng ạ. Vâng. Đây nghĩa địa của giáo xứ Trung Đồng, giáo xứ Đồng Phú. Vâng. Báo cáo là tôi là trưởng hội với chị em đây, thì kinh phí là dự tính của tôi trước với lại chị em là 1,5 tỷ, nhưng giờ nó lên quá rồi phải 1,7 tỷ. Nhưng thực tế đến nay là làm thế này rồi là tôi đã còn nợ lại mất có 50 triệu tiền mua sắt, còn với tiền công của các anh em này giả hàng tháng, còn nếu mà dự tính của tôi còn thiếu ở đây mất vài triệu chân 500 đến 600 nữa là xong hoàn thành này, là cả dậu ạ. Nói chung là cả tượng mới đắp hết cho mọi người, cầu cho mọi người là xin mọi người ủng hộ. Đến nay tôi còn thiếu được dân 400-500 hoặc 600 là xong kinh phí, là xong. Ông ơi, vậy đã có bàn lễ chưa ông? Có bàn lễ đã, bàn lễ đã. Vâng. Có bàn, đã. Bàn lễ là ông mua hay là họ dân cúng luôn ạ? Không, bàn lễ là họ dân cúng ạ. Vâng. Thí dụ như là các bà dân cúng cái bàn lễ kia là 25 triệu. Vâng. Là cả ba năm lễ là người ta dân cúng bàn đá mua Thanh Hóa ra là 25 triệu. Vâng. Đã mua rồi. Vậy bây giờ là thì chỉ còn khoảng độ 500-600 triệu nữa là vâng. Hoàn thành nhá. 500-600 triệu là cả sơn nói chung dậu cũng là hoàn thành. Vâng. Cả sân giữ nhà kia đi xây lại cho nhà nước, cái nhà kia xin nhà nước, cái nhà kia của xã là đòn. Vâng. Bây giờ tôi muốn là tôi giữ xã cho đất để tôi xây vào cho giả xã, để đấy tôi xây cái dậu để hai thánh, các thánh đứng đấy rồi cổng vào. Vâng. Vâng, vậy cảm ơn vâng. Ông này hai bác ạ. Vâng. Tướng này cả. Vâng. Đây là có ông, đây là một người là coi như là đứng lên là trách nhiệm ở cái nghĩa địa này. Vâng. Ở đây trước ở cái chỗ khu vực này là một cái ao bẩn lắm ạ. Vâng. Một cái ao nghĩa là người ta đổ hết mọi thứ bẩn xuống, rác này, rồi là ốc biêu này, là giường của những người chăn màn của những người chết, là người ta đưa hết về đây, người ta đổ xuống đây. Đất đổ vào đây rồi. Vâng. Nhưng mà khi ông đứng lên này là ông hô hào này là coi như là mọi người ủng hộ đóng góp, rồi là cũng thuê chở đất về là coi như là nắp hết được. Rồi là bắt đầu tiến hành đổ được cái sân xong là có thánh lễ ở dưới này cầu cho các linh hồn, là mọi người đi lễ là có sân sướng để ngồi rộng rãi. Cho đến bây giờ này là ông lại gióng dựng lên này là để đi khuyên góp xin hết mọi người, những người có tấm lòng hảo tâm nhiều ít là người ta cho để là coi như là để là làm nên được như thế này. Vâng. Vâng, để làm được đến ngày hôm nay thì như chị em chúng em ở đây là hội con Đức Mẹ thì là ông cũng nói rằng là thôi thì ủng hộ với ông, cùng đồng hành với ông, rồi là để đi xin để đóng góp vào, thì chị em chúng em cũng mới đi có ba tối thì ba buổi chiều 5 giờ chị em chúng em đi cho đến 9 giờ tối, thì ba buổi tối đấy là chỗ ban là thì mọi người chung quanh đấy đi chung quanh xóm trước đây là cũng được 70 triệu. Vâng. Vậy thì từ đến hôm mấy nay là bảo đi xin nhưng mà em ốm em phải đi viện. Vâng. Vâng, vậy thì chị em cũng bảo rằng là
để chờ để là em về để là khỏe mạnh để là chị em lại đến để là đi xin các ông các bà để là mỗi các ông các bà mỗi gia đình đóng góp cho nhiều ít để là để là ông cùng cộng tác vào nữa rồi là Chúa cho để làm nên được hoàn thành rồi đến ngày được khánh thành ạ. Vậy thì là tất cả mọi người ở đây là ai cũng đều mong mỏi như vậy. Và chắc là đến tháng các linh hồn này là hoàn thành ấy bà nhỉ? Cũng trong năm nay ạ. Vậy. Cũng trong năm nay là xin là được khánh thành. Vậy. Thì vâng thì cũng cầu xin là mọi người ở xa ở gần có ông bà cha mẹ mình nằm ở dưới này rồi là cũng ủng hộ để cho công việc mọi được tốt đẹp từ đầu cho đến cuối là được tốt lành. Vậy. Chứ còn thì nghĩ là công lao lớn ở ở cái linh đài này là ông Nguyễn là một người là coi như vất vả nhất ạ. Đêm ngày như mình đây thì mình còn ở nhà để ngủ chăn bông rồi là giường đệm rét mướt, nhưng mà đây là nghĩ ông là một người hy sinh là coi như là đêm hôm mưa gió là cũng xuống dưới này ngủ để coi vật liệu sắt thép trở về đây là cũng hãi rằng là người ta nấy đi hay là trộm cướp thì là người ta đến người ta nấy, thì ông có ở dưới này là coi như là ông đêm hôm ông đi về là mưa gió là ông cũng đi đi về về ông coi nghĩa địa rồi sắt thép và vật liệu dưới này. Vậy. Thì chúng em cũng nghĩ là nhà chúng em tự gần đây thôi, nhưng mà chúng em cũng nghĩ là bà thằng nào ông cũng có cái tấm lòng hy sinh, thì đây là thôi để xin Chúa Đức Mẹ, xin Chúa Đức Mẹ trả công cho ông, rồi các linh hồn nằm đây để là cầu nguyện cho ông để Chúa cho ông được khỏe mạnh này là ông lo cái trách nhiệm này từ khởi sự cho đến hoàn thành là được mọi điều tốt lành là như mọi người được mong muốn ạ. Vâng. Vâng. Cảm ơn bà. Qua cái tin bà đưa lên hình ảnh nhỏ này thì các ông các bác xa quê là vâng biết đến thì là sẽ ủng hộ bằng cách này cách khác. Vâng. Vâng. Thì ai thì chả đến lúc phải già. Vâng. Già thì ai chả phải chết. Vâng. Thì là sớm muộn thì hai xứ đây thì đã có sinh thì phải có tử. Vâng. Thì ra đây thì các cái việc làm này rất là ý nghĩa mà lại đến ngày nay mới thực hiện được, là nếu mà so với các nơi cũng là muộn ý. Dạ vâng. Vâng. Các nơi họ có hết lâu rồi. Vâng. Vâng. Mà xứ của mình lại là hạt trưởng rồi thì là xứ lớn. Vâng. Vâng. Thế thì chắc là qua cái hình ảnh nhỏ này thì các ông các bác xa quê. Vâng. Thì nếu biết được thì là cũng hướng lòng về quê hương. Vâng. Về các linh hồn để xây dựng một nơi để hàng tháng như bà cho biết là cha hạt trưởng là cứ hàng tháng là xong là cha ra dâng lễ cầu cho các linh hồn. Nói rằng là nếu mà bao giờ xong thì là cha còn được ở đây, là cha hàng tháng là coi như là cha xuống để cha làm lễ cầu nguyện cho các linh hồn dưới này ạ. Vậy. Vâng. Thì là chúng em cũng rất thật là vui mừng. Vậy. Hàng tháng có lễ ở dưới nghĩa địa. Vậy. Cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình hàng tháng là tụ họp về đây, là cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình sốt sáng rồi được sớm hưởng tôn nhan Chúa, thì mọi người đấy rồi ai cũng đều mong mỏi hết ạ. Cũng thưa với hai bà là em thì em không biết, nhưng mà hai bà trình bày là trước là ở đây nó có cái ao rồi thì vâng. Tất cả các cái chăn màn rồi đấy, những cái của những người bệnh tật chết vâng. Đưa ra đây vất vâng. Bây giờ trở thành một cái sân bê tông lớn như thế này vâng. Thì trước ngày người ta cứ gọi là cái tha ma. Vâng, thế nhưng mà bây giờ thì sạch sẽ như thế này người ta phải gọi là vườn thánh rồi chứ không thể gọi là tha ma nữa. Vâng. Vâng. Như ở Đông Phú xuống ấy cũng bảo là đây bây giờ là vườn thánh. Vâng. Thì các ông các bà cứ gọi là tha ma. Vâng. Rồi sau ma. Vâng. Đến nhị đến sau ma. Vậy nhưng đến bây giờ thì cha xuống cha làm lễ ngày các linh hồn đấy ạ. Thì là cha cũng xuống cha làm lễ để cha bảo là đây bây giờ là vườn thánh. Vậy. Chứ không phải còn là tha ma nữa. Vâng. Mà nếu mà nó còn lôi thôi bẩn thỉu như vậy đúng là tha ma thật. Vâng. Chẳng ai người ta dám đến vâng. Mà có đến thì cũng là tranh thủ mà về nếu thôi. Mà đi qua cái đường này nó quá là bẩn luôn ạ. Vâng. Đi đâu phải biết mũi ạ. Vâng. Nghĩa là cái ao này nó là đủ mọi thứ, không thiếu một cái cỡ gì đó không có ở cái ao này. Vâng. Và nhà chúng em ngay đây thì là coi như các lơi họ cứ trở đến. Vâng. Kể cả là đủ mọi thứ giường màn rồi ạ. Những đồ của những người ốm đau chết đi rồi ấy là họ đưa xuống, họ trở xuống, họ cứ lén xuống đấy là xong. Chứ còn đi bây giờ thì là chẳng còn chỗ đâu nữa là họ phải đi đốt. Nhưng mà trước mà chưa còn cái chỗ cái ao này để chứa thì là họ cứ đưa xuống đây, họ
họ trở xuống đây thì nghĩa là rất bận vô cùng. Vậy nhưng mà từ ngày đổ được cái sân này đến giờ thì vừa đẹp đẽ này, xong mà những bà con gần gũi ở đây là coi như là đi gặt về còn đưa xuống đây phơi thóc phơi lúa dưới này nữa. Vâng. Vâng. Vậy là coi như là bây giờ là tối đến này là các cháu xuống đây xuống sân dưới này đá bóng chơi vui với nhau dưới này này. Vâng. Chứ còn như trước này thì làm gì ai dám xuống đây cơ. Vâng. Có mà chập tối chả ai dám xuống, mà kể cả ban ngày rậm rạp vậy chẳng ai dám xuống. Vâng. Vậy nhưng mà từ khi đổ xong cái sân này thì là chiều đến mát này là các cháu xuống để chơi rồi đá bóng ở dưới cái sân này. Vâng. Vâng. Thì là rất sạch sẽ vô cùng rồi. Chỉ còn mong là bao giờ mà xong được cái linh đài này rồi là sạch sẽ rồi thánh thành nhiều nữa thì nghĩa là nghĩa địa này tuyệt vời luôn đấy. Vâng. Vâng. Bây giờ tất cả các con cháu ở xa họ cũng về họ làm lại mộ giúp cho các cụ các ông các bà, họ cũng có lòng là coi như là con cháu rồi là nhà em đây là nhà em chuyên đi làm mộ dưới này. Vâng. Vâng, nhà em đi nắp mộ cho các cụ dưới này đây. Thì coi như là từ lâu đến giờ mấy năm nay là coi như là người ta cũng không để một cái mộ bệ rạc nhỏ bé như trước nữa. Vâng. Vâng, thì coi như là bây giờ là con cháu ở xa ở gần người ta đi làm được tiền, người ta cũng nhớ đến ông bà cha mẹ mình ở dưới này là ngôi mộ còn đang nhỏ bé là người ta cũng về để là người ta xây đẹp đẽ hết rồi đấy ạ. Vâng. Đấy là bác cứ quay lại nghĩa địa là coi như bây giờ là đẹp hết thì không còn gọi là cỏ dại hay là bẩn thỉu như ngày xưa nữa. Vâng. 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 Vâng thì thôi thì là em cũng mong muốn rằng là tất cả mọi người ở xa nơi xa đi làm ăn xa xôi thì bây giờ ở nhà thì từ khi bắt đầu làm thì nó cũng vì Covid cho nên là tiền nong thì cũng không được có nhiều. Thì thôi thì đến làm hôm nay là được đến như thế này rồi là mọi sự đều tốt đẹp. Còn em cũng mong là những người xa quê hương để là có lòng để là giúp đỡ cho linh đài ở dưới nghĩa địa này để sớm được hoàn thành rồi là công việc được mọi điều như ý mong giáo xứ mong muốn. Thôi em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Xin giới thiệu các bạn là các ông các bà các bạn là bạn xa quê là dạ có ạ, là bàn lễ đá đã đưa về sân Vân Thánh đây rồi. Như ông trưởng đây rồi thì hai bà ở bên hội trưởng con Đức Mẹ của giáo xứ cho biết là trước đây đây là một cái bãi, có nghĩa là nó như một bãi rác vậy, rồi một cái ao nó như ao tù rồi các loại đổ xuống bẩn. Thì hiện nay là đổ một cái sân đây rất là rộng, đổ bê tông hết rồi. Trước khi đổ bê tông thì phải bơm cát vào chứ ông nhỉ? Vâng, phải bơm cát đây chứ đâu có phải là. Vâng, cho nên là để có bàn lễ đã về đến sân Vườn Thánh rồi các bạn nhé. Rồi thì bục thánh thư có đầy đủ. Vâng. Đấy cái như ông cho biết là phải phá cái nhà đòn đó ông. Phá cái nhà đòn đấy, cái nhà đòn này là nhà đòn đòn cuốn này này. Chắc cũng xây lâu đời rồi ông nhỉ? Vâng. Là phá đi xong rồi xây dậu. Dậu thành cổng rồi thì lối vào. Xong làm rạp ở đây để lễ hàng lễ ngày làm rạp. À vâng, làm rạp nữa. Ấy chả để cho ví dụ như là có mưa nắng gì là có cái chỗ để ngồi. Vì đám ma những người chết mà họ đứng đây họ chặt đứng đây là có rạp để họ ngồi trang trí theo theo kiểu ông trí hội con Đức Mẹ hội gia hội cựu chấp hành là phải đảm nhiệm hết mà. Vâng. Ấy giờ vậy thì còn lớn bạc lắm ấy. Còn lớn bạc lắm ạ, nhưng mà thôi, cứ cầu xin khỏe mạnh anh em tôi, bác cháu tôi khỏe mạnh. Vâng. Mà làm xong linh đài này được hoàn thành đã. Vâng. Thôi thì đây là nó là cái công việc chung của giáo xứ. Vâng. Thì mọi người người ta ủng hộ thấy cái việc làm là nó chính đáng. Vâng. Ước ao chắc lâu đời rồi cho nên là bây giờ nó thành hiện thực được. Chính cha thao là muốn đâu đấy. Vâng. Vâng. Thao ốm quá mà cha về là cha mong vâng. muốn là làm cái nghĩa địa này. Vâng. Vậy nhưng mà không may là cha bị ốm ạ. Vâng. Vậy là coi như là giáo xứ là coi như là đến là cha xứ về đây thì là cũng là ủng hộ vào nữa là bắt đầu tiên là dần dần bắt đầu làm đấy ạ. Vâng. Vâng. Cha các cha quý hương. Vâng. Giúp đỡ thì là cùng
quá hợp lý rồi ý chứ. Đây là đẹp lắm chứ còn cái chỗ này trước không ra ao thì là đủ vâng. Thối lắm cả ra cái ao to vầy xong mà rác rưởi rồi các thứ hết vâng. Còn đất cát ở bên này là những gia đình người ta trước cái này là cái ao cái này mà cái tên này áp đây là đất cát của các hộ gia đình đấy vâng. Tại nhưng mà người ta cũng hy sinh người ta cho hết đấy vâng. Vâng còn đây là ao còn cái này là ruộng của nhà họ vậy nhưng mà đến khi làm linh đài cái đổ sân này là họ cũng cho hết vâng. Vâng chứ họ cũng không có bảo rằng là bán lại gì vâng. Bán chác gì vâng. Đất của họ là đất 50 năm vâng. Người ta cũng cho hết rồi là xã hội là cũng đồng ý rồi hội trưởng ở đây là đội phó thôn thôn phó đây là họ cũng trình bày với xã thì xã họ cũng nhất trí á vâng. Vậy là coi như là cho để làm được một cái sân rộng rãi như thế này chứ còn nếu mà ngay cái đất ao này để đổ mà làm thì không được như thế này vâng. Vâng à, cấp huyện cấp tỉnh hết sức giúp đỡ cho giáo xứ hai giáo xứ để ba anh em tôi là nhân vật chính thật nhưng mà cũng nhờ hết tất cả mọi người để xin mọi người ủng hộ cho chúng tôi được tròn trách nhiệm cái linh đài này được mọi sự như ý cúi xin Chúa thăng soi cho con biết biết là phải làm cùng xin làm xin Chúa ban cho mỗi khi mỗi việc đến nơi từ khi gửi hoàn thành điều điều gửi ơn Chúa amen là anh em tôi cũng đạo khấn như vậy. Tôi xin chào mọi người cố gắng ủng hộ chúng tôi để chúng tôi tròn trách nhiệm hoàn toàn. Xin cảm ơn chân thành cảm ơn ạ. Các em ơi, cảm ơn đi xin mọi người. Xin tất cả chào mọi người. Chào mọi người xin à. Mọi người giúp đỡ, ủng hộ cho công trình được tốt đẹp. Mọi người có lòng ở xa ở gần xin giúp đỡ cho nghĩa địa giáo xứ Trung Đồng. Xin cảm ơn. Xin giới thiệu lại các bạn là một sân bê tông này đi nữa là sẽ làm mái tôn để mọi người dự các cái việc ở ngoài nghĩa trang rồi thì là các thánh lễ an táng như này khác là có nơi mái tôn để che nắng che mưa rồi các ghế đá để các vị ngồi tham dự các thánh lễ. Sân này rất rộng. Thì qua lời kêu gọi của ông trưởng và hai bà ở hội con Đức Mẹ cũng xin tấm lòng của mọi người hướng về quê hương xứ sở, hướng về vườn thánh, hướng về tiên tổ để xây dựng cho một nơi cầu nguyện cho các linh hồn cũng như tiên nhân của mình. Một lần nữa xin Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Có điều gì làm không hài lòng, mong các cụ, các ông, các bà cũng như các quý chức, các anh, các chị rất thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.